Cũng trong 8 tháng, tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ được triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ thiết thực cho người dân. Đến cuối tháng 8 năm 2022, dư nợ tín dụng chính sách ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, chiếm 2,53% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 4,49% so với tháng 12 năm 2022. Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình tín dụng như cho dây hộ nghèo 57 tỷ đồng, cho dây hộ cận nghèo 178 tỷ đồng, cho dây hộ mới thoát nghèo 795 tỷ đồng, cho dây vốn quỹ quốc gia về việc làm 1.281 tỷ đồng, cho dây chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 747 tỷ đồng.